Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tôi tục vào video chia sẻ chủ đề sử dụng Excel trên máy tính đó, dành các bạn mới sử dụng. Thì mình tôi tục chia sẻ thêm các bạn một số thông tin liên quan đến cái việc sử dụng Excel các bạn nhé, để các bạn phục vụ công việc đó. Thì trong thời gian vừa qua thì mình có chia sẻ các bạn một số video ở trên kênh của mình nói về cái cách sử dụng Word cơ bản, cách sử dụng Excel cơ bản, chủ yếu là dành cho các bạn mới sử dụng lần đầu đó. Thì các bạn quan tâm thì có thể truy cập thêm cái kênh của mình, các bạn tham khảo thêm nhé. Rồi thì video này cũng tương tự như cả video trước, mình tiếp tục chia sẻ các bạn mới bắt đầu, cho nên là mình đi chậm và chi tiết để các bạn dễ theo dõi nha. Thì trên máy của mình thì hiện nay là mình đang sử dụng cái phiên bản 2016 các bạn nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ mở lên ở đây các bạn này, có chữ EXCL 2016 này đó, thì nó sẽ có cái màu xanh lá cây thế này, có cái biểu tượng hình quyển sách đang mở ra, có chữ X này đó, chữ X màu trắng. Chúng ta sẽ kích đúp chuột trái vào, chúng ta mở lên, kích chuột trái hay là liên tiếp chúng ta mở lên. Rồi các bạn kích vào cái ô giữa này này để chúng ta phóng to lên. Đó, thì đây là cái giao diện Excel 2016 các bạn này. Thì về cơ bản là mình thấy thì các cái phiên bản Excel thì cái màu sắc ở phía trên này có thể khác nhau. Đấy, nhưng mà các cái công cụ và cái cách sử dụng và cái cách làm thì cũng tương đối giống nhau thôi. Đó, không khác nhau nhiều lắm. Rồi thì ở trong video này thì mình sẽ lấy cái ví dụ để các bạn dễ hình dung hơn về cái cách các bạn sử dụng Excel nhé. Đó, thường thường thì chúng ta sẽ sử dụng Excel để chúng ta kẻ bảng. Rồi chúng ta thành lập cái bảng để chúng ta tính, ví dụ như là tính tiền lương này, tính số lượng sản phẩm này đó, hoặc là tính các cái vấn đề thu nhập hàng hóa chẳng hạn, hàng hóa, số lượng hàng hóa thu vào, rồi số lượng hàng hóa xuất ra, vân vân, rất là nhiều. Chủ yếu là Excel thì liên quan đến tính toán, hoặc là các bạn nhập tạo các cái bảng về số liệu đó. Thì ở đây mình sẽ lấy ví dụ về một cái bảng cập nhật về hồ sơ chẳng hạn đó, tức là danh sách hồ sơ chẳng hạn đó. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào đó, thì đầu tiên là mình sẽ tạo một cái bảng các bạn nhé. Thì trên Excel thì các bạn để ý là các cái cột ấy, thì họ sẽ đặt theo cái tên chữ cái viết hoa đó, cột A, cột B, cột C, cột D, là A B C D cho đến phía sau này đấy. Còn các cái hàng ấy này, cái này là các cái hàng này, hàng thứ nhất thì đánh là số 1, hàng thứ hai, hàng số 3, hàng số 4, hàng số 5 đấy, chúng ta hình dung như vậy để cho dễ phân biệt. Đấy, hàng thì đánh theo số mà cột thì họ sẽ đánh theo kiểu A B C D E F G H theo kiểu viết hoa. Ở đây mình sẽ tạo một cái bảng các bạn nhé. Đây mình kẻ một cái bảng như thế này. Đầu tiên thì để tạo bảng đến Excel thì các bạn kích chuột vào một cái ô bất kỳ trên Excel và chúng ta nhấn chuột trái này. Chúng ta kéo lên sang phải. Đấy, rồi chúng ta kéo xuống. Đó. Rồi, tức là tạm thời ví dụ như là mình tạo một cái bảng ở cái mức như thế này đi. Đó, sau này mà ví dụ như chúng ta thiếu cột thì chúng ta thể thêm cột, hoặc là thiếu hàng chúng ta thêm hàng. Còn trường hợp mà dư ra thì chúng ta sẽ xóa đi, là không vấn đề gì nhá. Và thì sau có cái này thì các bạn sẽ tạo cái bảng. Đấy, muốn tạo bảng đến Excel thì các bạn phải bôi đen nhá. Khi các bạn bôi đen như thế này thì các bạn vào cái thẻ Home này. Đấy, và lại vào cái menu Home ở đây này, HOME đó, và chúng ta kích vào cái biểu tượng có hình hình vuông đứt ở đây. Đó, tiếp theo các bạn kéo chuột xuống và chúng ta sẽ chọn vào cái dòng là L border. Mình tạm thời đọc như vậy nhá, cái hình vuông có cái dấu còng ở giữa này, nét liền nhá. Ở đây có chữ ALL đó, các bạn tích vào đây. Thì nó sẽ tạo chúng ta một cái bảng như thế này. Ở trên Word thì các bạn cũng tạo được bảng như thế này, nhưng mà ở trên Word thì cách tạo bảng thì nó lại khác ở trên Excel. Đó, thường thường thì trên Excel thì là cái công cụ chủ yếu là dùng để tính toán là phần nhiều, cho nên là cái bảng khi mà tạo trên Excel thì thường thường các bạn sẽ tạo nhanh hơn và nó sẽ dễ hơn, và tính toán nó cũng nhanh hơn, bởi vì trên Excel thì nó sẽ có một số cái hàm nhé. Đó, như vậy là sau khi bôi đen thế này thì mình có thể tạo cái màu nền cho nó để cho nó nổi bật lên chút nhá. Mình sẽ vào cái phần có hình chữ số đây, là mình tích vào đây này. Tiếp theo là mình chọn màu nền. Đấy, ví dụ như là mình chọn màu màu đỏ này, màu vàng này, đấy, màu xanh lá cây này, màu xanh đầm này, đấy, rất là nhiều màu đây. Ví dụ như là mình chọn cái màu này đi. Đó, rồi thì ở đây mình sẽ ghi cái cột đầu tiên là số thứ tự đây, số thứ tự thường thường là như thế. Rồi chúng ta có là tên hồ sơ đúng không, ví dụ như vậy. Chúng ta tạo một cái bảng hồ sơ chẳng hạn, bảng liệt kê hồ sơ của bản thân chẳng hạn. Tên hồ sơ. Rồi bên này thì mình sẽ ghi là tình trạng hồ sơ, tình trạng hồ sơ, hồ sơ. Đó. Rồi cái phần này thì đây thì cái phần ở đây, nếu như mà chúng ta ghi ấy, mà nó thiếu thiếu tức là cái ô nó nhỏ quá thì chúng ta sẽ kéo nó giãn nó ra nhá. Đấy, tình trạng hồ sơ
ta ghi ở đây chữ T này. Rồi hồ sơ. Đó. Cái trừ tình trạng hồ sơ này thì ở đây mình sẽ chúng ta sẽ để con trỏ chuột vào ở cái cột trên này. Khi nào mà có cái dấu cộng như thế này các bạn nhấn chuột trái và các bạn kéo giãn ra nhé. Đó thì nó sẽ rộng hơn. Đó tên hồ sơ, tình trạng hồ sơ. Đấy, rồi, cái này chúng ta sẽ kéo sang bên này. Ở đây là chúng ta sẽ có cột là ghi chú chẳng hạn. Đấy. Rồi đây thì mình chỉ lấy cái ví dụ đơn giản thôi. Để sau này các bạn kẻ cái bảng nhiều thông tin hơn hoặc là cái bảng nó lớn hơn thì các bạn cũng làm tương tự nha. Đó, ta sẽ kéo ở đây. Rồi. Ở đây là ví dụ như là số thứ tự thì mình sẽ đánh là số 1 này. Đấy, số 1. Rồi. Tiếp theo là số 2, số 3, số 4, số 5 đúng không? Chúng ta sẽ đánh tăng dần lên. Đó thì để cho nhanh thì các bạn có thể là cũng có thể là đánh 1 2 3 4 5 đánh từng ô chẳng hạn. Đấy, nhưng mà trường hợp mà cái bảng của các bạn nó nhiều ấy, đó, từ 20, 50 hoặc là 100 chẳng hạn, đấy thì chúng ta đánh về rất là lâu. Đấy, thì để cho đơn giản thì các bạn để con trỏ chuột vào cái góc dưới cùng bên phải này này, khi nào nó hiện cái dấu cộng màu đen thế này. Đó, các bạn nhấn phím Ctrl ở trên bàn phím nha. Con phím mà có chữ CTRL đó, cái phím này các bạn này. Đây mình mở cái bàn phím ảo lên nha, cái phím này. Các bạn nhấn cái phím CTRL này ở trên bàn phím nha. Các bạn nhấn vào không thả tay nha. Các bạn nhấn vào. Đồng thời là chúng ta sẽ để con trỏ chuột với dấu cộng màu đen ở góc dưới cùng bên phải. Các bạn nhấn chuột trái và kéo xuống. Đó, như vậy là Excel nó sẽ tự động điền số thứ tự cho chúng ta. Đó, từ 1 đến 10 hoặc là có thể nhiều hơn, các bạn cũng làm tương tự như vậy. Ở đây thì mình canh giữa nha. Rồi. Cái này của mình cũng bôi đen và mình canh giữa này. Đó. Rồi tên hồ sơ thì ở đây chúng ta có thể là kéo giãn ra chút. Hồ sơ thì đây mình có thể là ghi là ví dụ như là bằng bằng tốt nghiệp này. Ví dụ như vậy. Bằng tốt nghiệp nha. Chúng ta cứ gõ thông tin bình thường giống như ở trên Word. Đây. Rồi, A, N, G. Cái này mình đang lỗi phông chữ thì các bạn nhá, bằng tốt nghiệp này. Đấy, tắt đây. Rồi, tiếp theo chúng ta nhấn vào cái phím mũi tên lên xuống ở trên bàn phím để chúng ta gõ cái ô phía dưới. Đó, chẳng hạn như vậy. Rồi, bảng điểm chẳng hạn. Bảng điểm. Rồi, chúng ta kéo xuống. Đó, rồi. chứng chỉ. Đó, chứng chỉ. Tin. Tin B. Đó, chẳng hạn như vậy. Cái chữ tên B này thì nó bị giãn sang cái cột phía bên cột D các bạn này, thì mình cũng kéo cái này ra thôi. Chúng ta kéo ở trên này. Đó. Rồi chứng chỉ tên B. Chứng chỉ ngoại ngữ B, chứng chỉ ngoại ngữ B. Đó, ví dụ như thế. Rồi giấy khai sinh chẳng hạn đúng không? Giấy khai sinh. Cái này nó bị lỗi phông chữ các bạn này. Mình gõ lại nha. Đó, giấy khai sinh. Khi nào mà bị lỗi như vậy chúng ta cứ gõ lại đây. Giấy khai sinh này. Đó. Rồi, sơ yếu lý lịch chẳng hạn. Sơ yếu lý lịch. Lý lịch. Rồi. Đó, như vậy là ví dụ như là mình lấy đến số 6 thôi. Đó, còn cái phần ở dưới này thì nếu chúng ta có thì chúng ta sẽ khai báo thêm hoặc là không thì thôi. Phần từ cái hàng số 7, số 8, số 9, số 10 thì chúng ta sẽ bỏ đi nha. Bởi vì là nó dư ra. Đó thì ở đây mình sẽ bôi đen này. Chúng ta nhấn chuột trái vào cái ô đầu tiên. Đó, nhấn chuột trái và chúng ta tiếp tục kéo lê sang phải, kéo xuống. Đấy, như vậy là sau khi có bôi đen cái phần bị dư ra đây thì chúng ta sẽ kích chuột phải lên. Và các bạn chọn một cái dòng delete này. Chúng ta xóa đi nha. DELETE. Các bạn kích chuột trái vào đây. Rồi, tiếp theo nhấn vào OK. Đó, như vậy là nó sẽ xóa cái phần bị dư ra. Tình trạng hồ sơ, ví dụ như là chúng ta có là photo công chứng chẳng hạn. Photo công chứng. Đó, rồi chúng ta rồi bên này chúng ta mình sẽ ghi thêm cái phần nữa, đó là nội dung đúng không, nội dung ví dụ như thế thôi, nội dung. Rồi ô bên này chúng ta ghi là ghi chú là để chúng ta ghi thêm một số cái thông tin cần thiết trong trường hợp chúng ta cần ghi vào thì chúng ta sẽ có cái cột ghi chú đằng sau này. Đấy, rồi cái phần này á, chúng ta có hai cái cột bên này thì nó sẽ bị dư ra này, thì chúng ta nhấn chuột trái vào đây, chúng ta bôi đen hai cái cột này. Tương tự như lúc nãy, các bạn cũng kích chuột phải lên và chọn delete để chúng ta xóa. Tiếp theo nhấn vào OK. Đó, như vậy là sau cái phần này thì chúng ta sẽ ví dụ như cái phần này thì cái bảng này nó cái cột này là nó hơi
hơi hẹp các bạn này. Đấy thì chúng ta có thể cho nó lớn lên một chút để chúng ta làm cho nó dễ. Thì các bạn cũng bôi đen toàn bộ cái bảng này nha. Chúng ta nhấn chuột trái vào ô đầu tiên này, nhấn chuột trái kéo rê sang phải, kéo xuống, chúng ta bôi đen hết bảng. Các bạn vào cái menu Home nhé. Vậy và tiếp theo các bạn vào cái phần có cái mục là format ở đây này, FORMAT này, các bạn tích vào đây. Đó thì chúng ta sẽ có hai cái mục, đó là row 2 cũng nghĩa là thay đổi cái kích thước của hàng, và column width là thay đổi cái kích thước của cột. Ở đây thì mình muốn thay đổi kích thước của hàng cho nên là mình sẽ vào cái phần row 2 ở phía trên. Đó thì ở đây Excel đang để 14.4 này. 14.4 thì mình thấy là cái hàng này nó hơi hơi hẹp và khi làm thì nó hơi khó làm, chúng ta sẽ giãn nó ra một chút. Đấy thì ở đây mình sẽ xóa cái này đi, mình đánh 18 chẳng hạn, đây đánh số 18 vào. Đó, chúng ta sử dụng bàn phím chúng ta đánh vào nhá và nhấn vào OK. Đó thì nó giãn ra một chút đấy, hoặc là các bạn có thể cho nó giãn thêm chút nữa thì chúng ta lại bôi đen lại đúng không, vào lại Home Format row 2 mình cho lên 20 đi. Đó rồi nhấn OK hoặc là nhấn Enter trên bàn phím cũng được. Rồi tạm thời như vậy. Đó, tiếp theo là cái phần kéo dài cái này ra chút đây. Đó, tình trạng hồ sơ là photo công chứng. Đấy như vậy thì ở dưới này cũng photo công chứng hết. Đấy, thì chúng ta copy cho nhanh. Đó các bạn là cái chuột phải lên cái ô đầu tiên này, photo công chứng này, chọn lệnh copy. Đó, tiếp theo các bạn là kích chuột vào cái ô trống ở dưới này, chúng ta kích chuột phải lên đấy và chọn cái lệnh bắt. Ở cái phiên bản Excel khác thì các bạn chọn cái lệnh bắt, tức là cái lệnh BAST nhá. Đấy còn ở trong cái phiên bản Excel 2016 này thì chúng ta sẽ kích đấy, vào cái biểu tượng đầu tiên này, mình kích vào đây xem thế nào. Đó thì nó sẽ ra cái này luôn. Đó, rồi kích chuột phải lên, chúng ta tiếp tục dán vào. Chúng ta copy một lần nhưng mà chúng ta có thể dán nhiều lần. Đó, rồi tiếp tục tiếp theo chúng ta dán ở đây. Đó, bắt. Đó, về cái phần nội dung ấy. Đấy, cái phần nội dung thì chúng ta sẽ ghi là bổ sung, đúng, bổ sung hồ sơ đấy, bổ sung. Bổ sung. Bổ sung hồ sơ. Tức là hồ sơ chúng ta bổ sung ấy. Đó thì cái phần bổ sung này thì đều giống nhau hết, cả cái ô này chúng ta cũng copy cho nó nhanh, chúng ta kích chuột phải lên, chọn lệnh copy. COBI và chúng ta kích vào ô trống này, kích chuột phải lên ô trống ở phía dưới đấy và chọn cái lệnh bắt ở đây. Đó, chúng ta cũng kích chuột phải lên chọn lệnh bắt. Đấy, cách làm thì tương tự như vậy các bạn nhé. Đó, chọn bắt. Rồi ghi chú thì ở bên này chúng ta cần có những thông tin nào thì chúng ta ghi chú, ví dụ như là hồ sơ bổ sung vào tháng mấy, năm mấy chẳng hạn. Đó thì chúng ta ghi thêm vào ở trong trường hợp cần thiết. Đó, tiếp theo là chúng ta sẽ định dạng cái bảng này. Đó, thì các bạn muốn định dạng cái bảng ở trong Excel thì các bạn cũng phải bôi đen nhé. Chúng ta kích chuột vào cái ô đầu tiên. Rồi chúng ta nhấn chuột trái và chúng ta bôi đen toàn bộ bảng này. Đó. Rồi chúng ta vào lại cái thẻ Home, HOME này, chúng ta chọn cái phông chữ ở đây. Ở đây các bạn sẽ bôi đen cái chỗ này, chúng ta chọn phông chữ Time New Roman đi. Thì các bạn đánh vào chữ TI đi. Đó, TIM đi. Đó, và chúng ta kích vào đây. Đó, kích vào đây thì khi các bạn kéo xuống ấy thì các bạn sẽ thấy rằng là cái chữ Time New Roman nó nằm ở trong cái phần này luôn. Đó. Ở đây cụ thể là nó nằm ở dưới cùng luôn. Đó, Time New Roman là cái thể thức để chúng ta chọn phông chữ trong quá trình trình bày văn bản các bạn nha. Đó, Time New Roman các bạn tích vào đây. Đó, chuyển sang Time New Roman. Cái này mình sẽ chọn cỡ chữ 13 hoặc là 14 đi. Ở đây thì mình kích vào đây chọn 14 đi. Đó thì nó sẽ lớn lên. Thì khi các bạn chọn như vậy thì cái chữ nó lớn lên ấy, thì cái bảng nó sẽ, cái cột nó sẽ hẹp lại và nó sẽ giãn, nó bị che khuất. Thì chúng ta cũng kéo để con trỏ lên cái hàng ở phía trên này, chúng ta kéo giãn ra thôi. Đây, đó các bạn kéo giãn ra. Đó, rồi. Tương tự như vậy bên này tình trạng hồ sơ cũng thế. Chúng ta cũng kéo giãn ra thế này. Để làm sao cái bảng nó đẹp là được các bạn nhé. Phần ghi chú này. Rồi. Cái này kéo giãn ra chút. Đó, cái phần phía trên này chúng ta có thể bôi đen. Và chúng ta cho cái in đậm, bấm vào B, in đậm. Đấy, cái màu thì có thể là chọn cái màu khác. Ví dụ như là mình chọn cái màu vàng cho nó nổi lên chút. Đây, màu này. Màu này các bạn nhé. Đấy, chọn cái màu này đi. Rồi. Đó, tiếp theo là chúng ta sẽ canh chính giữa. Đó, ví dụ như là ở đây các bạn thấy rằng cái chữ số thứ tư này này. Đó, thì nó đang nằm ở phía dưới đúng không? Nó chưa nằm ở chính giữa ô hoặc là tên hồ sơ cũng vậy. Đó, khi các bạn kéo giãn ra thì các bạn thấy này. Đó, cái số thứ tư nằm dưới hết. Nó phải nằm chính giữa ô thì nó mới đẹp. Tương tự như vậy cả cái số liệu dưới này cũng thế, nó phải nằm chính giữa thì nó mới đẹp. Đấy thì mình sẽ quay lên cái này. Đấy, mình cho giãn cái này ra xuống chút này. Đó, thì chúng ta sẽ bôi đen toàn bộ bảng nhé. Đó, nhấn chuột trái vào cái ô đầu tiên và chúng ta kéo rê. À, kéo rê cái trỏ chuột. Đấy thì chúng ta sẽ bôi đen được. Kéo xuống. Đấy. Tiếp theo là các bạn kích chuột phải lên. Sau khi bôi đen toàn bộ bảng, các bạn kích chuột phải lên và chọn vào cái dòng là Format Cell này. Ở đây nha. Đó.
Rồi các bạn tiếp theo các bạn cái cửa sổ format cell này thì các bạn sẽ kích vào cái mục là element này. Mình tạm thời đọc như vậy nha, element các bạn kích vào đây. Thì ở trong hai cái ô này các bạn đều chọn dòng, các bạn kích vào đây này. Chọn center hết nhá, và chọn chính giữa đấy. Và cái ô dưới này cũng vậy, ô phía dưới ngay phía dưới các bạn cũng chọn center. Đó, hai cái này các bạn đều chọn center hết, CENTR này, center. Đó. Ở trong cái thẻ element này các bạn nha. Và sau đây chúng ta nhấn vào ok để chúng ta áp dụng cái cài đặt này. Đó, thì lúc này là cái dòng chữ số thứ tự này hoặc là hồ sơ, tình trạng hồ sơ nó là nằm chính giữa. Ở phía dưới này cũng vậy. Ở đây thì những cái thông tin ở đây thì chúng ta cái phần cột này này và cái phần cột thứ hai này thì mình nên canh trái. Đó, như vậy là cái bảng của chúng ta lúc này nó đã canh đều. Đấy. Đó, thường hợp các bạn thấy cái bảng này còn nhỏ hơn nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục giãn ra nhá. Đấy, bôi đen lần nữa. Chúng ta giãn ra một chút nữa. Đó, vào lại thẻ home và bấm vào format. Và chúng ta vào lại sao 2 để chúng ta chọn cái kích thước lên chút. Lúc này là mình chọn 20 rồi đúng không? Bây giờ mình muốn lớn hơn chút nữa thì mình lấy tầm 22 đi. Rồi ok. Đó thì nó giãn ra chút thì các bạn thấy rằng là nó sẽ đẹp hơn. Rồi thì sau khi có cái này chúng ta sẽ tạo một cái tiêu đề ở đây. Đó, mình sẽ bôi đen cái phần ở trên này này. Chúng ta để con trỏ chuột vào cái ô đầu tiên và chúng ta nhấn chuột trái, chúng ta bôi đen cái hàng phía trên này. Đấy. Chúng ta vào cái thẻ home lại và nhấn vào cái mục là Magic Center ở đây. Đó thì lúc này nó sẽ gộp vào cái ô lại. Gộp cái ô B, ô C, ô D, ô E, ô F lại thành một cái ô rất là dài. Đấy, và lúc này các bạn bắt đầu đánh chữ vào đây. Đấy, các bạn chỉ cần kích đúp chuột trái vào cái ô gộp này để chúng ta gọt chữ nha. Chúng ta ghi là danh danh mục hồ sơ. Đó, hồ sơ. Đó, rồi cái này chúng ta có thể kéo giãn xuống một chút. Rồi, chúng ta có thể là để con trỏ vào cái phía bên trái này, cái hàng bên này để chúng ta khi con trỏ nó có cái mũi tên dấu còng, biểu tượng giống như là dấu còng, các bạn cứ nhấn chuột trái các bạn kéo xuống là được nha. Đấy, hoặc là chúng ta kéo này lên. Rồi cái phần danh mục hồ sơ này thì chúng ta sẽ bôi đen ở đây. Bôi đen và chúng ta cho nó in đậm lên một chút. Đó, cho cái cờ chữ là Times New Roman ha. Chúng ta đánh vào chữ TI nha. Đó, TI hoặc là TIM, chúng ta chọn Times New Roman. Rồi, cờ chữ lớn lên. Cái này mình cho là 16 đây. Đó, thì như vậy là chúng ta sẽ có một cái bảng. Cái bảng thường thường thì phía trên có tiêu đề các bạn này. Đấy, để người đọc người ta biết được là cái bảng này là trình bày về cái nội dung gì hoặc là đang cập nhật thông tin gì. Đó thì danh mục hồ sơ chẳng hạn như vậy. Rồi thì vừa rồi là mình vừa chia sẻ các bạn về các cái thao tác cơ bản ở trên Excel dành cho các bạn mới sử dụng Excel lần đầu, để các bạn tạo bảng, các bạn đăng nhập số liệu, các bạn phục vụ với công việc, chẳng hạn như là các bạn tính tiền lương, tính tiền phụ cấp, tính số lượng hàng hóa nhập xuất đấy, hoặc là các thông tin khác liên quan đến cái tính toán ở trên Excel để các bạn tiết kiệm thời gian và phục vụ công việc tốt hơn nha. Rồi thì mình xin dừng video ở đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn sử dụng Excel ở trên máy tính thành công. Và sau video là bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé. Mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi xin chào tất cả các bạn.